Thôi, ok, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người, Tiến Nghĩa, Nghĩa đang ngồi dưới kia mọi người. Thì bữa nay hai anh em mình tiếp tục đi thăm bãi sóc mọi người. Cái khu vực chỗ này mọi người, khu vực chỗ này mình thăm lên á, thì mình thăm tổng cộng là 9 cái, hôm bữa mình thăm một lần rồi. Dính được có một con sóc con mọi người. Thì bữa nay mình tiếp tục đi thăm đây mà không biết có dính cái gì không nữa. Thì dụng cụ của mình đi thăm thì cái chủ yếu là cái lưới thôi mọi người. Thì cái chỗ này á thì nói chung là nó khô hạn quá nên nó cũng ít á. Thì mình sẽ dời đi luôn, bữa nay mình sẽ dời nó đi luôn. Thì hồi nãy có đi ngang qua rẫy của Nghĩa có mấy cái mít chín nè, có hái về luôn nè mọi người, tư lưới nè mọi người. Thì bữa nay mình không có đem theo chuối, mình chủ yếu là mình dời đi nha mọi người. Thì không biết bữa nay có dính hay không thì mọi người cùng theo chân mình đi thăm nha. Đi thăm theo chân hai anh em mình đi lên đây nha. Đây đây có hử có không? Nặng quá. Thôi mọi người theo chân mình đi nha. Vô cái đầu tiên nè mọi người. Chu cha, nó phá banh lòng cha rồi. Người nhìn nè à, mọi người còn nó phá này, nó phá ngay kìa, to phá nát, trời nó phá tàn nát luôn nè, người thấy chưa, một cái lỗ to chà bá lửa luôn nè. Này sắp bông nè mọi người, sắp bông nó phá cỡ này thôi nè, cái lòng này nó chịu không nổi ha, lâu lâu cái con nó phá chịu không nổi luôn á. Rồi cái đầu tiên xảy mất nha mọi người, cái này hư thôi mình bỏ luôn nha mọi người. Có không? Dạ. Banh từ lòng lòng. Phá banh luôn rồi hả? Ừ. Mọi người ơi, cái lại nè mọi người. Đâu phá banh cái lòng luôn rồi nè. Thôi, chắc là bỏ lại bẫy thôi. Thôi, kiếm bẫy khác thôi chứ cái bẫy này mình nếu mà trúng nhiều con sóc bông to to nó cứ xảy hết mọi người. Coi. Hai cái đầu tiên là dính hai con là xảy hết trơn luôn nè mọi người. Cái chỗ này là dính hồi bữa dính con sóc bông, bữa này dính con sóc bông là cái bên trong kìa. Cái này hôm bữa không dính mà bữa nay dính nó xảy mất tiêu rồi mọi người. Cái bên đó cũng vậy hả? Để vô cái bên kia coi sao. Cái này hôm bữa là dính con sóc bông con nè mọi người. Nhưng mà nó ăn từ phía ngoài ăn vô hết trơn nè. Sập bẫy nè. Chắc nó leo lên phía trên mà nó sập á. Cái xong rồi nó ăn phía ngoài mọi người. Lôi phía ngoài ra nó ăn. Cái này xảy mất tiêu. Cái này là ăn phía ngoài mất tiêu. Giờ là mình không gài lằn nữa. Bỏ lắm mình luôn. Lòng này dở quá. Cái này chắc nắng quá dính chim chết mất tiêu mọi người. Cái này hồi bữa mình đặt lên cây sung nè. Con này là chích quạch đó. Con này nó cũng đẹp lắm nhưng mà khó nuôi lắm. Ừ. Con này thì nhiều. Nó. Không, con này thì cũng ít người nuôi lắm. Nó cũng mới chết. Mới chết nè mọi người. Thì mình đặt 2 ngày mình đi thăm một lần mà. Con này thì nắng quá nó chết đó mọi người. Nè, chết tiêu rồi. Khô quá mà. Xe mình để lúc dưới bên kia mọi người. Mới vừa leo lên đồi, hai anh em mới vừa leo lên tới đây nè. Rồi bây giờ mình đi qua hướng này mình thăm mấy cái này nha mọi người. Cái khu này mình nghĩ ít hy vọng quá ha. Toàn là tre không à. Có không? Còn sống không? Ôi. Giờ em sóc bông mọi người. Nhìn từ xa kìa, thấy kìa. Trời ơi, nó tung ở lòng rồi. Hồi nãy giờ mà mấy cái đầu mà không dính là dính được nhiều rồi mọi người. Ba cái đầu là xảy trơn ba cái đầu luôn. Rồi tháo xuống đi. Tháo xuống đem xuống kia luôn. Thì cái khu bãi chỗ này á, thì mình không có bãi chỗ này nữa mọi người. Chỗ này ít quá. Mình dời đi hết luôn. Ừ, với lại đổi cái loại cái lòng kia. Chứ cái lòng này hay xảy quá mọi người. Nè mọi người xem cho rõ này. Con này thì cũng to quá. Chà bá luôn mọi người. Đây để em review cho mọi người cùng xem. Nè mọi người, em đâu? Em đầu tiên đây. Hôm nay được hay cái đây? Cái không phải được, cái. Con này phải tầm 6 đến 7 tháng tuổi mọi người. Cái loại này xong, nếu mà mình thuần á, thì khó lắm mọi người. Nói chung là... Như cái con sóc nhỏ hôm bữa thì dễ hơn. Như cái con sóc con hôm bữa thì mình thuần nhanh. Mình thuần cỡ tuần, 2 tuần là ok. Còn sóc này thì mình thuần khó lắm mọi người. Con này thuộc dạng cũng lớn rồi. Chưa già đâu, tơ thôi. Khoảng tầm 6 đến 7 tháng tuổi thôi. Chưa già lắm đâu. Rồi, bây giờ mình cầm lòng đi theo luôn. Bên kia còn khá nữa. Mọi người ơi, lúc nãy á, mình rút cái điện thoại ra không kịp á. Máy quay ra không kịp á. Ủa, thấy sóc nó chạy mà không kịp quay luôn mọi người. Vừa bật lên thì nó quay, nó chạy quay kia mất rồi. Phía bên trên này mình dính một con này. Mọi người kìa, mình đặt tít cái ngọn kìa mọi người. Tít cái ngọn cái điều kìa. Bây giờ mình lên đó mình bắt xuống luôn cho mọi người cùng xem nha. Đó Nghĩa đang leo lên này mọi người. Đó Nghĩa đang leo lên chỗ đó.
đó mọi người. Hôm bữa cho nên mình thăm thì nó không dính, nhưng mà bữa nay nó chín nha. Giờ mình leo lên đó mình review cho mọi người cùng xem nha. Chỗ này á thì mình chuẩn bị mình dời đi hết mọi người, thì để Nghĩa tháo cái lồng xuống luôn mọi người, khỏi cần bắt ra luôn. Tháo xuống đây để tí nữa rồi mình bắt ra sau luôn. Ok, Nghĩa đang tháo cái lồng xuống vậy mọi người. Đó. Được cái. Rồi, để đem xuống đây rồi review cho mọi người cùng xem luôn. Nè mọi người, đây em thứ hai nè. Sóc này nó cũng còn non mọi người. Sóc này tầm 3-4 tháng tuổi à. Nó đói quá rồi mọi người. Tung quá mà chạy trơn cái lưng này. Đây là em thứ hai nè mọi người. Xe thì mình vứt, anh em mình vứt xuống phía dưới cái kia kìa. Còn Nghĩa đang đi lên phía trên kia thăm còn 3 cái nè mọi người. Nếu mà dính á thì để mình review tiếp cho anh em mình cùng xem. Giờ mình sẽ đem cái con này xuống nè. Nó hơi yếu rồi nè mọi người. Con nào yếu là tí nữa mình thả đi hết. Nghĩa đang đi phía bên trên kia xuống kìa mọi người. Phía trên kia thì mình thăm có 2 cái. Nghĩa hồi nãy Nghĩa lên một mình. Chứ hồi nãy thằng không có đi theo. Có dính con gì không? Dính con gì không? Dính tiếp một con sóc đất nè mọi người. Sóc đất cục đuôi à? Nó dính cái đuôi vô hay sao? À. Con này chắc nó có cắn lộn gì á, bị cục đuôi ha. Ôi giờ nhìn cưng vậy kìa. Nó đây là hai em nè, một con ở phía dưới xe nha mọi người. Con này cũng con cái luôn. Một con sóc đất. Con này thả nhỉ? Để tí nữa thả nó đi. Lông đi. lông nó nè. Nó đang thay lông á. Kiểu như nó bị lỗi á. Bị lỗi á mọi người, bị kiểu như nó đang thay lông hay gì á. Cái lông thấy nó trụi trụi phía trên lưng rồi. Với lại nó hơi yếu mọi người, mình sẽ thả nó đi. Với lại giờ cũng có nhiều anh em hỏi sóc lắm, nhưng mà bữa nay sóc nó ít dính lắm. Ừ. Cho nên không gửi được, anh em thông cảm. Từ đem xuống phía dưới kia rồi thả luôn. Thôi thả đây đi, thả dưới nó nặng được làm đâu. À, ý là xuống mình tổng kết luôn cho mọi người cùng xem. Đi, đi xuống tổng kết đi. Rồi tí nữa thả người cậu lên trên cũng được. Đi, đem xuống xe xong tổng kết cho mọi người cùng xem. Bữa nay á, thì anh em mình thăm có 9 cái thôi nha mọi người. 8 hay 9 cái gì á. Mà dính được 3 con, bị sảy 2-3 con nữa mọi người. Nói chung là bữa nay dính nhiều á. Thì đây mọi người, để mình tổng kết cho mọi người thành quả cho mọi người xem nha. Thì đây được 3 con nha mọi người. Đây, được 2 con sóc bông, 2... được 2 con cái. Con này đẹp ghê mọi người. Lông mứt rượt à. Cực kỳ đẹp luôn. Còn cái con này á thì cũng đang thay lông. Con này thì non hơn con này. Con này cỡ tầm 5 tháng tuổi mọi người. Nhìn cái màu biết liền à. Thay lông lớn á. Ừ, cũng thay lông á. Rồi được một con sóc đất nhưng mà bị cục đuôi nè mọi người. Nè, bị đứt đuôi nè. Mình nghĩ là chắc nó cắn nhau á, bị đứt mất cái đuôi nè. Nó tung chạy cái mỏ luôn nè mọi người. Thì bây giờ cái con này nó bị lỗi á mọi người, thì bây giờ mình sẽ thả nó đi. Thả cho nó lên đó luôn em. Thả đi nó tự chạy. Ừ, thả đi cho nó tự chạy. Rồi thả đi em. Ui trời. Rồi nó chạy rồi mọi người. Hy vọng là nó sẽ sống. Nói chung là con nào ở vùng nào là mình thả chỗ vùng đó, chứ mình không thả vùng khác. Lỡ may nó đang nuôi con rồi mọi người. Sốc đất thả luôn đi. Bắt một con này thôi. Đi. Ít sóc đất của mình thả luôn mọi người, thì mình chỉ bắt một mình con sóc bông này thôi, sóc bông đẹp này thôi mọi người. Thì nói chung cái thành quả bữa nay cũng nhiều mọi người. Nếu mà hai cái kia, ba cái kia mà không xảy là dính đây 5-6 con luôn mọi người, thầm 8-9 cái mà dính bao cũng con luôn á. Toàn là bị phá lồng không à. Mấy cái lồng này hên sao mà nó phá không được nè. Nó mới vô. Ừ. Chắc có khi nó mới vô nó phá chưa được á. Hay là thả cái cả chứ mình về nó có vừa mà một con thì nó cũng được. Thôi còn có một con thôi, thả luôn đi. Thả luôn đi, để qua vùng khác dính nhiều rồi mình bắt. Nói chung là thả nó đi. Nói chung là ít quá mọi người. Ít quá thì thôi mình sẽ thả nó đi luôn mọi người. Bữa nay dính ít quá. Về nhốt lâu xong trời dính con nữa đi gửi cho anh em. Nhưng mà khó lắm. Thả nó đi luôn. Đi. Thả nó đi luôn. Nói chung là chỗ ít quá thì mình thả nó đi. Khi nào nhiều thì mình bắt. Thôi, video đến đây kết thúc mọi người. Thì 10 cái, nhưng mà nếu mà mấy cái kia mà không xảy thì mình bắt hết luôn. Còn bây giờ dính ít quá. Nói chung là dính 3 con, một con bị lỗi mất rồi, còn có một con đẹp à. Thì thôi mình tạm ngưng clip tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye mọi người. Bye mọi người, tiếng gì ơi. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye mọi người nha.